Bắt Mình Cùng Bay, phát sóng vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, xem trọn bộ duy nhất trên VN. Chào bà. Ủa, lâu rồi ba không có xài một nhân à? Làm gì còn lâu mới nói. Thôi kìa, vào đây cho rồi, đây cho nó. Lần này là bà như chết chắc rồi, mày thấy không? Con thấy là ông giận bung nóc rồi. Bây giờ lấy cái gậy nào ra cho đỡ bị da lây đây. Thì lấy đại cây nào cũng được. Nè nè, con lấy cái cây roi nhỏ nhất á, nó đánh không đau đâu. Cây này á hả? Ừ. Mày không bị đòn mày không có biết. Quất vô một cái là đầu thai không kịp luôn á. Trời ơi, thì mẹ có bị ba cũng đánh bao giờ đâu mà biết. Thôi lấy đại cây nào. Thôi lấy cái gậy gia pháp này đi. Coi chừng đồ quý á, ông đem ra ông thấy tiếc của ông đánh về tay. Cái gì? Ừ. Cây này gãy lý mạng với gia pháp cái gì, mày nghĩ sao mà lấy cái cây to chần chần vậy? Ông đánh con gì cái ông như chết bây giờ. Thôi lấy đại đi. Con có kinh nghiệm xương máu đầy mình á thì cũng chọn đại đi. Ê mà mẹ dặn nè, chút nữa ra ngoài ông đánh gì làm ơn năn nỉ ông. Thôi thôi, đó giờ con bị đánh bà có xin giùm con đâu, toàn là mẹ xin giùm con nữa. Cái thằng này thì chính như vậy tao mới kêu mày năn nỉ. Mày là con cưng của ổng, còn ổng ưa con Nhi, ổng dám đánh chết Nhi luôn á. Mà Nhi nhìn giống con nuôi quá mẹ ha. Cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy nói bạ không à. Thôi lấy đại đi. Đó thấy chùa tao nói mà. Rồi nè ba, tao không cần nói á, mày cũng biết cái tội của mày đáng đánh rồi phải không? Thế cái tội này xứng đáng là mấy rồi? Ba rồi. Ai thôi. À, ba rồi hả? Ba. Ờ, cây gậy này cây gậy quý, quánh nhẹ nhẹ ta coi chừng bị hư cây gậy. Quý ta cũng đánh. Ba dừng lại đi ba, ba bình tĩnh lại. Em con nó lớn rồi, có gì ba dạy bảo sau. Rồi còn không có tốt đâu ba. Cũng chỉ tại bà á. Con này từ khi sinh ra toàn gây ra chuyện rắc rối thôi. Mà tôi còn nghi ngờ không biết ở đâu ra nữa đó. Ông nói gì nghe được hả? Ông không ưa nó, cứ đem mấy chuyện này ra đổ đầu tôi là sao chứ? Đã xấu người còn xấu cả nết. Mày là ghen tị với chị mày á? Ba. Mày định phá đám chuyện này hả? Tao nói cho mày biết, tao mà còn sống á là không ai cản trở được đâu. Ôi đi tắm đi, trông như móc vừa dưới cống lên đó. Bà lại còn đứng đấy mà khóc à? Còn hư bà không gánh tôi gánh nữa này. Đi đâu Ngân? Có chuyện gì á? Mang đồ gì vậy? Bí hầm xương. Em tra chịu nếp. Chào anh Tôn. Vào đi. Dạ. Con vô trước nha. Hôm nay ông với Ngân đi lên công ty đó rồi kết quả sao rồi? À, tôi lên công ty á, tôi làm việc trực tiếp với cả giám đốc. À, còn cái ông chủ tịch công ty á, là cái ông hôm trước mà trao giải cho con Ngân đó. Ông đích thân xuống, ông xin lỗi con Ngân vì cái chuyện lùm xùm tiền thưởng đó.
Mà người ta lễ phép lắm ha. Người ta một điều tiểu thư ngân, hai điều tiểu thư ngân. À, coi bộ à, ông ấy là ông ấy thích con bé nhà mình rồi đó. Ba, công ty đó tên gì vậy ba? Hôm trước con coi trong cái tờ bằng khen của chị Hai á, con thấy cái tên nó dài mà nó khó hiểu mà nó khó chịu sao á. Cái gì dài lắm mà như là chế biến gì đó kim loại cái gì đó không rõ. Trời ơi, thôi mua phế liệu nói đại đi. Cái tấm lại là tôi hỏi là có đòi được tiền hay không. À, mai bà đưa tiền cho tôi để tôi đi trả tiền điện thoại. Chứ còn người ta cắt thế này á, là công ty nó muốn liên lạc về chuyện con dân là không có cách nào họ liên lạc được á. Bà bây giờ bà đừng có tiết kiệm nữa. Bây giờ mình làm việc đại sự ha. Trời đất ơi, kêu ông đi đòi tiền. Không thấy đòi tiền thì lại đưa tôi, giờ kêu tôi đóng tiền nữa. Có ai xài đâu, phí à. Chú Hợp, cả xóm mình ai cũng cắt điện thoại rồi, có liên lạc với ai đâu. Ới nhau cái được rồi. Vậy đó. Vậy là cái xóm này á, là không có cái thằng nào mà nó có cái đầu óc tiến thủ hết cả để có thể mơ mộng sánh đôi cùng với mỹ nhân. Tuân á, mày mà có ý gì với con Ngân ấy, chắc là nên từ bỏ đi ha. Ba, sáng giờ đi chưa ăn gì? Ba ăn chút đi. Ta vui lắm rồi, no đầy hết cả bụng rồi, không có ăn gì được nữa. Chú Hợp yên tâm đi, con không có mơ mỹ nhân đâu chú. Con chỉ cần một cô tốt nết mà lại hợp tính là được rồi. Nhá. Thôi, ông, kệ nó đi. Ông lo ăn giùm tôi đi. Nãy giờ ông nói không mà thao thao bất tuyệt à. Trông nó thế này nó không muốn ăn gì nữa rồi nữa. Đây là một chút hoa quả biểu gia đình nhà chú. Cảm ơn. Mời ngồi. Đấy, để tới. Đây là quà ra mắt của Chủ tịch Quang. Đây cũng là một trong số những bức tượng đồng ở trong bộ sưu tập của ông ấy. Quà thì đến trước, người thì xin phép đến sau. Không biết tiểu thư Ngân đây lúc nào có thể gặp được chủ tịch để chúng tôi còn biết đường sắp xếp hả chú? Cái đó thì... Con gái tôi á, nó xinh đẹp nết na. Cái tiền đó nó không có xứng đáng với cái công tôi bỏ ra để nuôi dạy nó. Về nhà không có chào hỏi ai hết hả? Ngỗng đâu ra đó? Con mới mua ngoài chợ ba. Nhà mình có hai con, mua thêm con nữa gì cho vui. Con mua bằng tiền của con. Thằng kia vò cái áo thế là nó hỏng hết áo của người ta đi. Ba, áo vest này đẹp quá à. Mà nếu con mà mặc vô cái là ba con dâu luôn á. Tiếc ghê, vai của mình. Trả cho người ta đi. Tiếc quá à. Thôi thì bọn mày đi vào trong kia đi. Con nó nhỏ, nó chưa hiểu chuyện. Có gì tôi sẽ dạy bảo nó. Mẹ, mang giùm con. Thôi, đem đi. Mẹ! Gì? Kêu ông nội đi về đi. Trời đất ơi, khách của ba mẹ. Nói ông nghe, ông cạo đầu cho bây giờ. Mẹ nói đúng đó, đằng nào người ta cũng là khách. Để độ một xíu. Đúng không? Em con không phải là không hiểu chuyện đâu ba. Chắc là có hiểu làm gì thôi à. Chúc sức khỏe. Ngon quá. Hồi chiều á, đi qua nhà ông chủ tịch đây á, thấy cái nhà gì mà lớn khổng lồ luôn á. Mà ở trong cái nhà đó mà ở một mình thì chắc là cũng buồn lắm. Không có cái đàn bà con gái ấy, thì mọi sự sung sướng sao mà nó mà trọn vẹn được à. Ấy chứ, nhưng mà cũng không biết có chừng đâu đó à. Chủ tịch chúng tôi đi làm vất vả, khi về nhà có mỗi bà giúp việc chăm sóc thôi. Người Đài Loan chúng tôi có câu cao xứ bất thắng hàn, ý nói là người địa vị càng cao thì sự cô đơn và lạnh lẽo càng nhiều ấy chú.
Cái quan trọng á là người đàn ông có tiền á, vậy là thắng rồi. Cũng như đàn bà á, khi mà họ sinh ra đời mà họ xinh đẹp ấy, thì đấy cũng là chiến thắng. Giống như con gái tôi á, có đúng không? Vậy là chúng ta hãy uống một ly để chúc mừng cho con gái tôi. Phải, chúng ta nên ly vì cùng anh đây. Rồi. Để tôi nói cho các ông biết, cái hồi mà nó đi thi hoa hậu đó, tôi thấy là bao nhiêu ánh mắt là cứ đổ dồn hết vào nó. Thế cho nên là tôi nghĩ về sau nó lấy chồng ấy, nó phải lấy được một người chồng ở một cái biệt thự to cũng không kém gì cái biệt thự của ông chủ tịch tôi. Bởi vì là cái giá trị nào ấy thì nó sẽ tương xứng với cái số tiền đó. Mọi người lần đầu gặp nhau không nên nói mãi về con như vậy đâu. Em nghe nói Đà Lạt đẹp lắm, hy vọng rằng sắp tới sẽ có dịp đi tham quan. Thật tiền sẽ có dịp chứ. Cái này là vàng hả? Dạ, vàng đấy chú. Tôi xin phép chạy ra ngoài một cái. Đây, để tôi đưa chú đi. Ba của em mỗi lần uống quá chén lại không biết mình nói gì, mong chủ tịch thông cảm. Không có gì. Ông ấy cũng là vì quá tự hào vì đứa con gái xuất chúng của mình mà thôi. Chủ tịch quá khen rồi, em không dám nhận đâu ạ. Ba em vốn dĩ lúc nào cũng quá tự cao về con gái của mình, nên cứ nghĩ là em phải lấy người này người kia mới là xứng đáng. Chứ thật ra ông ấy cũng biết trong lòng em đã có người khác. Đáng ra phải nói sớm hơn để cho chủ tịch và giám đốc đừng mất thời gian. Em xin lỗi. Xin cô đây đừng bận tâm. Cô duyên gặp một người xinh đẹp như cô, đối với tôi đã là của bình hạnh rồi. Em xin phép. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Wow, cái nhà vệ sinh này hay quá nhờ. Cứ như một cái lâu đài á. Dạ. Đi đâu Ngân? Có chuyện gì á? Chú và cô Ngân đứng ở đây chờ tôi một chút. Tôi ra tôi lấy xe. Vâng. Việc tiêu tư đây đã có ý chủ nhân thì tôi rất tôn trọng. Nhưng xin hãy cho tôi một cơ hội. Nếu như chủ tịch có thời gian và hứng thú thì có thể thử. Nhưng kết quả thì tôi không chắc đâu. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.